gì? Trét cái gì lên nè? Này, kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng nha. Chị Chi ra tay là một món cá hồi xích xích cam hả? Đó, nghe chưa? Ủa gì nữa? Đúng. Rồi chiên lên hả? Rồi ướp muối 10 phút. Rồi bỏ bột lên. Này cũng được đúng không? Nước bột nêm nữa. Trộn lên mấy điều. Trộn chút xíu đi nha, miễn tất cả cùng với nhau mình. Rồi, hôm nay là ngày đầu bếp chỗ Tài. Con định Ti nên làm gì đây? Làm bánh. Bánh gì? Nói nghe. Bánh tiếng Anh. Tiếng Anh nói đi. Cookies. Gì? Sao con không để lên cái gì? Con cà mà con cà lên cái bạc bàn thế nó dơ vậy? Con làm chưa? Đau rồi. Ok. Thì con làm vậy luôn hả? Ừ. Con làm có chưa? Ngon. Vậy đó hả? Gà cái đó ra. Sao no? Sao no? Ray no à? Cái gì mà no? Hả? Sao Ray no? Chị hai. Chị Chi làm đồ ăn mà sao no? Chị đang làm cái gì? Bò đi đâu vậy? Hả? À, thấy bò ở đâu vậy? Hả? À. Bò đi đâu? Chết chà, cái xe bị trao rồi. Lụm cái xe lên. Dựng cái xe lên, lại dựng cái xe lên. Ừ, té xe rồi, dựng lên. Đúng rồi, good job. Good job. Cán mỏng là vậy đó hả? Ồ, đó, tới công đoạn dọn cái này vô đây nè. Giống đổ bánh cam, đổ bánh gì, bánh khọt, bánh gì Việt Nam hả? Cán nãy giờ mà có nhiêu đó thôi hả? Đó, giờ bỏ đây làm gì đây? À, bỏ vô là nướng cái này một tí, cho nó form lại phải không? Cho nó form lại, nó cho nó giữ cái định hình cái này phải không? Đúng rồi. Ok. Lát nữa bỏ nhân. Giờ làm nhân hả? Giờ Ti bắt đầu lấy bỏ bơ vô chiên cá hồi. Xong rồi lát Ti bỏ sốt vô. Giờ tới phiên bỏ sốt vô hả? Ừ. Cá hồi sốt cam. Rồi lát nữa nó sẽ đông lại. Sạch sạch hả? Ừ, sạch sạch. Sốt. Tôi thích ăn món này. Còn món kia giờ sao rồi? Ăn đâu? Thành xong chưa? Sắp xong rồi. À, trứng với gì đây? Trứng với muối với tiêu. Rồi. Rồi bên này là cái gì? Cái này là nhân cho cái gì? À, nấm với lại hành hả? Ừ. Với tỏi hả? Rồi lát trộn hai này lại hả? Dạ không, cái này để riêng bỏ. Rồi đổ vô cái khay kia, rồi bỏ kia lên rồi nướng lại. Đúng rồi. Ok, good luck. Giờ bỏ cái đó vô đó. Ừ. Chi hả? Có chi trong đó nữa hả? Đúng chi, rồi. Nấm. Hành. Có gia vị gì không? No. Hmm.
Trứng. Trứng. Rồi, đây đồ ăn hôm nay nè cả nhà. Cá hồi sốt cam. Betty làm. À, món này là món tôm hùm. Siêu thị làm. Rồi cái món này là món đặc biệt nhất hôm nay nè, là món chả lụa chợ làm. Đáng đo lắm mới mua được cái chả lụa này cho vợ ăn sân nhân ngày cưới nè. Chấm với lại mayonnaise, muối chanh vậy thôi. Ok. Đủ rồi, đủ xỉn rồi. Mời cả nhà ăn nha. Tên tên tên. Đây, nay uống mấy cái thứ này với lại chai Canadian Club 1858. 8 giờ nhà hay uống chai này. Cộng thêm chai bia. Còn lại mấy chai bia Crown nè. Uống cũng được. Rồi, khui rượu. Này chúc mừng ngày đặc biệt nha. Kỷ niệm mấy năm ngày cưới? Mấy năm? Không có biết. nhiều năm ngày cưới. Đây. Uống whisky. Rồi. Hỏi một câu cũng giọng vô mặt dễ sợ. Thử món này của con gái làm thử làm sao nè. Cá hồi ở đây suốt ngày không có cá gì ngồi cá hồi à, ngay cả cái đồ ăn hải sản cũng không có gì ăn nữa, đi chợ mệt à. Yo, đứng coi nè. Yo, đâu ngon béo béo à, béo béo chua chua thơm thơm mà bơ. Thiếu đường sao? Thiếu đường chua không à? Không có bị ấy hả? Chua rồi. Để anh ăn miếng thử xem. Mời cả nhà nha, ăn thử miếng nha. Món này nghe đồn là Ti làm dữ lắm á. Đồn thấm dở. Chấm chấm này vô ra miếng nha, thử làm sao. Nhà cũng hay ăn cá hồi lắm, mua về ăn sống không à, ít nấu. Cá này chỉ nấu canh chua với lại ăn sống mà. Vô. Ăn lạ lạ. Béo. Có cái vị chanh chua vô, cam chua vô nó đỡ ngán. Ăn nó dần dần lại nó ấy. Tôm nè, tôm này mua chiều bao nhiêu 1 ký ta? 19 đồng ạ. Hả? 19 đồng 1 ký. Phải bắt lộn một cái gì là vô. Muốn chiêu chanh. Ở đây chứ vậy đi chợ khó, mua đồ ăn không có nhiều được như ở mấy chỗ khác à. Đi chợ suốt ngày hai chồng biết mua gì ăn. Gà, thịt bò, thịt heo hết. Cá có một loại. Cá hồi. Xong rồi có bán một loại cá nữa, lộn xộn đủ thứ cho hợp bà lặng đó mua về. Hết. Chứ Việt Nam vậy chứ nhiều đồ ăn. Chiều để đi mua đồ hũ mà cũng có đồ hũ mua. Chấm cái này được không? Anh mà ăn chấm đó. Tôm, tôm, tôm chấm cho mayonnaise ăn ngon. Đó không thấy anh mua cái hộp không mua cái gì. Cùng lưng. Chưa khui á. Chấm hải sản, cái hộp chấm hải sốt chấm hải sản luôn. Để đâu rồi đó, cũng nhớ mua thấy mua rồi. Để ngoài tủ bên mì. Chưa khui ra chắc để đâu trong. Để tủ bên mì. Mời cái nhà con tôm nha. Thì còn lâu mới lại ăn tôm lại nè. Nãy giờ ăn mà quên luôn. Chắc là ồ chủ qua đây cũng mua một lần ăn lần rồi đúng không? Hai ba tháng. Nhà nói chung cũng không ít ăn, không thích ăn tôm.
ít không ai mê. Tuy nó nấu đồ ăn rồi đó, nó còn nấu đồ ăn rồi đó. Cái này thấy thơm không? Rồi lạ. Mời giờ đi rượu nha. Uống whisky. Nghe không? Thơm. Whisky. Thơm. Uống này vô nữa. Lầy quá ha. Gia đình này lầy lắm. Gia đình này lầy ăn nhậu không à? Nhậu bớt. Đây. Bia, rượu, bia. Rồi cái bơ vô nó đâu có hợp đâu ta. Thì nó làm kiểu Tây mà. Thấy được nó ngủ lắm, cái bơ nó làm. Ngày thứ sáu, hôm nay là Việt Nam là Thanh Minh. Qua nay về đại loại vậy cũng. Mami. Hôm nay riết không có nhớ ngày gì Việt Nam. Cứ bảy nhật suốt. Làm cắm đầu cắm cổ, sáng mở mắt dậy ngồi máy tính làm chiều. Chẳng nhớ gì. Nó làm việc ở nhà thấy còn làm nhiều hơn trường làm. Ăn nhiều hơn. Ở trường nhiều khi làm không ăn gì, chứ ở đây nhà thì làm nó đói bụng ra. Có hả? Rồi coi không tắt tiếng nhớ. Có hả? Lột ra như bỏ để mất tiền hết ráo rồi ta. Lột nó không ăn người ta nói. Lột qua bỏ qua, lột qua nhìn bỏ qua hết rồi. Bận mò với mình á. Đấy, dữ lắm á. Mẹ nó là lạ. Dữ. Ray chuẩn bị được 2 tuổi rồi cả nhà. Tháng nữa. Chính xác là tháng nữa luôn ha. 27. Nói chưa được, nói lập bập à, nói mami. Trời đa ba, rồi tính tiếng tiếng à, chứ chưa nói được. Giảng cũng chắc cũng rối loạn ngôn ngữ, tại vì nó cứ coi tivi, coi mấy cái kênh của nó toàn tiếng Anh không, còn nhà mình nói tiếng Việt với nó. Bình thường mà đâu có gì đâu. Nhà này vui, hai vợ chồng sinh nhật trùng ngày, cách nhau ngày. Thôi làm thêm con nữa nha. Chấm với lại mayonnaise, ăn nó béo béo. Mời cả nhà đi whisky nha. Tôi chua đó đó. Hò hò. Nhưng mà cưới không cách. Xong rồi đó, vậy là xong rồi đó. Trời ơi. Quà đâu? Đi lấy quà em tặng anh. Quà của anh đây nè, quà anh là món này nè. Quà em mua rồi, chuẩn bị rồi.
đó, quà quà ngày cưới, kỷ niệm ngày cưới mua một đòn bánh cái gì ta, chả lụa tặng vợ đây, quà đây. Ủa mày ơi, hộp gì đẹp bác, tặng anh đi. Trời đất, quà cưới, quà ngày cưới rồi cả nhà. Hộp gì cũng không biết nữa, không dám mở. Nó gọi nó trong này nó ghi chữ là Mưu Ultimate. Đẹp không? Thấy gói ra đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Wow. Cái màu là y như cái màu kênh của mình luôn. Ừ, để dành, để đừng xài uống. Bậy à, mua liền đi. Xài liền. Đừng xài, để dành, để kỷ niệm ngày cưới mà mấy cái đó lấy ra xài phung phí. Xài liền, nó bay kìa, xài liền, tóc xài liền. Rồi làm miếng này nữa coi. Món của con xong chưa Ti? Vậy hả? Vô đây ăn chung cho vui nè. Đây còn làm món nữa mà đó. Làm nè. Vài miếng nữa nha. Quà tặng xong không dám khui luôn. Cây này nó chịu, mua cái cây kia giống ngon hơn. Cây kia nó đâu có chả lụa đâu. Gân á, chả gân à. Chả không ngon rồi đó. Chả này, chả này mua về chứ mà ăn nó không bằng ở Việt Nam đó nha. Thèm mua ăn vậy thôi chứ. Mà nó bán rất là mắc nha. Mắc là so với Úc á chứ không phải mắc là so với Việt Nam. Cái chả này á, mà ở bên cỡ như Queensland hoặc là Sydney, Canberra, Melbourne, mình nhớ không lầm là một cây như vậy là khoảng 6 đồng rưỡi ha, đúng không? 7 gì đó, 6 đồng rưỡi, 7 tùy nơi. Nhưng mà ở ở Launceston này nó bán bao nhiêu? 13 đồng, gần gấp đôi. Do đó nhiều khi tụi mình á, mua ít có mua ăn lắm, thấy nó cũng không đáng, phải không? Mình biết cái giá đó rồi, mình không có mua ăn, mình thấy nó mắc quá. Mua cỡ nào cũng được, ví dụ như mua một chai rượu này uống 50 đồng vô tư. Nhưng mà cái này nó nhiều khi nó bán quá đáng, ít có mua mà điều bà xã nó thích lắm, nó thích ăn cái này. Về Việt Nam cũng là mua ăn cả 3-4 cây cho no. Mình tao lo mua ăn thử mà thấy nó cũng không được ngon. Tôi kệ mua cho biết, buổi sau khỏi mua nữa. Vậy em mua cho biết thì bữa sau anh mua nữa chứ, chứ để cái thẩm thả thuộc rồi thì nó không mua được. Đó. Rồi để kêu mà mì á. Mami, múa, xin lỗi, xíu nữa tắt nữa là lạ rồi. Nó kêu múa với đó rồi mình tưởng. Không nghe được rồi. Thuốc này múa nói. Baby suck do 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 do, to mama suck do 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 do, to baba suck do do do, grandma suck do 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 do, grandpa suck do do do. Muốn gì? Thuộc mấy bài luôn đó không? Muốn bài nữa. Nâng cấp nữa nha. Thôi vậy đó, cuối tuần cả nhà mua đồ ăn về nói chuyện chơi một xíu cho cả nhà biết cuộc sống ở bên này hay chồng. Nhiều khi không có điện thoại về là không có nói chuyện, nhưng mà thật ra cuộc sống nó vẫn vậy. Đâu có gì đâu quan trọng đâu. Mong cả nhà mạnh khỏe. Mọi việc hy vọng sẽ tốt. Bên này mấy các chuyến bay về Việt Nam vẫn chưa có mở đâu. Ở lại đây không thể nào về Việt Nam, mọi người khó lắm. Chuyến bay bây giờ quốc tế nó cắt hết rồi. Rượu này uống 2 ly rượu thấy phê phê liền rồi. Rồi chào cả nhà nha. Bye bye. Chúc cả nhà vui vẻ. Cảm ơn cả nhà đã coi video đến giờ phút này. Nhớ đăng ký kênh bên dưới nha. Đăng ký xong bấm cái chuông. Đó. Làm YouTuber là
mong được có nhiều subscriber, tức là người đăng ký để vui. Cảm ơn cả nhà nha. Thank you very much.